Xin kính mời Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu trình bày với các lâm sàng nam 15 tuổi với sự tham gia hội chẩn của các chuyên gia bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Chi nội tiêu hóa, bác sĩ nội trú Nguyễn Danh Đức chuyên khoa truyền nhiễm, bác sĩ nội trú Vũ Ngọc Hà chuyên khoa dinh dưỡng và tiến sĩ Đoàn Tiến Lưu chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. Xin mời Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu trình bày tóm tắt các lâm sàng. Em kính chào các thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Sau đây em xin thay mặt bệnh viện trình bày ca bệnh. Về phần hành chính, bệnh nhân nam 15 tuổi, nghề nghiệp là nông dân, địa chỉ Trần Xuân, Vân Hồ, Sơn La, vào viện ngày 14/4/2023. Lý do vào viện là khối vùng lưng phải. Tiền sử thì chưa phát hiện bất thường. Về bệnh sử thì bệnh nhân này khỏe mạnh, khoảng 10 ngày trước khi vào viện bệnh nhân xuất hiện khối vùng lưng phải. Đã đi khám nhưng mà được cho thuốc về nhà, và về nhà bệnh nhân thì có đắp thuốc nam. Sau này thì tăng lên kèm theo khó thở thì người nhà đưa vào viện. Khám tình trạng lúc vào thì bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc hồng, hạch quay vi không to, cơ thể suy kiệt, cân nặng 45 cân, cao 1m50, BMI 20, da niêm mạc hồng, khó thở, kèm đau tức ngực phải, hạ sườn phải, không phù, không xuất huyết dưới da, tim nhịp đều, phổi phải giảm thông khí, hội chứng 3 giảm đáy phổi phải, bụng mềm, đau tức hạ sườn phải, vùng lưng phải có khối kích thước 14x15cm, sưng, nóng, đỏ, ranh giới rõ, các cơ quan khác thì chưa phát hiện bất thường. Về xét nghiệm công thức máu và sinh hóa máu thì em đã gửi lên hệ thống. Thứ hai là về x-quang ngực và x-quang bụng, đẩy trên hệ thống và có các hình ảnh cắt lớp vi tính ổ bụng ngày 14 tháng 4, cắt lớp vi tính lồng ngực ngày 17 tháng 4 và cắt lớp vi tính ổ bụng ngày 17 tháng 4 em cũng đẩy trên TeraRat rồi. Chẩn đoán sơ bộ của em là theo dõi nhiễm khuẩn huyết đường vào áp xe gan tràn mù màng phổi phải. Về điều trị là phẫu thuật cấp cứu mở màng phổi tối thiểu, dẫn lưu được khoảng 1000ml dịch, hút áp lực âm liên tục khoảng 15cm nước, đặt dẫn lưu khoang niên sườn 9-10, dẫn lưu ổ áp xe gan, có hình ảnh trong quá trình mổ, đây là video. Về điều trị hậu phẫu thì bọn em đã truyền hai đơn vị khối hồng cầu nhóm máu O 350ml, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm duy trì giảm đau, an thần thở máy. Sau khoảng 12 tiếng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được rút ống nội khí quản, thở oxy kính, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. Về kháng sinh bọn em đã dùng Facodolin 750mg nhân 2 lọ trên ngày, Pipecilin và Phantoterferin là Pipecilin 3.375 nhân 4 lọ trên ngày, Toprabicin 2 ống trên ngày. Sau 3 ngày điều trị thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được da niêm mạc kéo hồng, còn đau vùng đặt sông dẫn lưu, có sốt cơn, nhiệt độ mắc là 39 độ, dịch dẫn lưu khoang màng phổi khoảng 70ml dịch đục, dịch dẫn lưu khoang niên sườn 9-10 khoảng 100ml đục, nước tiểu 24 giờ là 1500ml, bệnh nhân đỡ khó thở nhưng vẫn còn náo đức. Vấn đề hội chẩn bọn em đưa ra là chẩn đoán và điều trị ca bệnh này đã hợp lý chưa, định hướng căn nguyên gây ra và hướng điều trị tiếp theo, dinh dưỡng trong quá trình hậu phẫu và sau khi ra viện, và xin các thầy chia sẻ kinh nghiệm điều trị các bệnh nhân này. Em báo cáo hết. Xin thành cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị đồng nghiệp từ Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu đã trình bày tóm tắt ca lâm sàng, cũng 15 tuổi nhưng mà cũng khá là phức tạp. Để cho các chuyên gia lâm sàng cùng nhìn cùng một lúc với các hình ảnh, xin mời tiến sĩ Đoàn Tiến Lưu cho đọc lại các hình ảnh mà đồng nghiệp chúng ta đã cung cấp. Kính thưa thầy Hải, kính thưa các thầy cô và các quý đồng nghiệp, thì trên hình ảnh x-quang ngực chụp của bệnh nhân này thì chúng ta đã thấy ngay là có một cái tràn dịch màng phổi thì bên phải và có cái dính màng phổi dẫn đến cái hình ảnh nó không có hình damaso. Đồng thời chúng ta thấy cái kính mờ ở vùng đáy phổi bên phải. Còn về hình ảnh chụp các lớp vi tính thì không hiểu là ở bệnh viện các anh chị có được tiêm thuốc cản quang không, vì 3 lần chụp đều không có tiêm thuốc cản quang. Các bệnh viện bên đây có trả lời được không ạ? Em thưa thầy thì bệnh viện em có tiêm thuốc cản quang nhưng thể trạng bệnh nhân quá suy kiệt nên em cũng không tiêm được. Cái này thì bệnh nhân suy kiệt trừ trường hợp bệnh nhân rất là nặng hoặc là suy thận cấp hay gì đó thì chúng ta, hoặc là có tiền sử dị ứng chúng ta mới không tiêm thuốc. Còn bệnh nhân gầy suy kiệt thì nó không có chống chỉ định tiêm thuốc cản quang. Vì nếu như chúng ta không tiêm thuốc cản quang có thể dẫn đến những cái chẩn đoán thiếu sót. Vì ví dụ như trong trường hợp này chúng ta đang chẩn đoán áp xe gan nhưng mà chụp các lớp vi tính mà không tiêm thuốc cản quang thì chúng ta không biết có áp xe gan đâu.
vì thậm chí là nếu mà không tiếp xúc bằng quang, đánh ra bụng chúng ta dùng siêu âm tốt hơn. Cái này là một trong những cái mà lát nữa chúng ta sẽ bàn luận, là những cái tổn thương tại sao trong suốt quá trình chúng ta tả một cái khối lưng nhưng chúng ta chỉ đọc được áp xe gan là vì vậy. Tôi vào cái hình ảnh chụp cắt lớp đầy đủ nhất ngực đây ạ. Thì chúng ta thấy rằng có cái tràn dịch màng phổi khu trú, rất nhiều cái ổ dính màng phổi. Và cái này là chụp ngày 18 tháng 4. Còn cái lần chụp đầu tiên là ngày 14 tháng 4. Nhưng mà lần chụp đầu tiên là chỉ chụp cái phần chụp bụng thôi chứ không chụp lên đỉnh cao của phổi. Cái lần cuối nó chụp lên đỉnh cao của phổi, nhưng mà trên hình ảnh thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là các anh chị có hút ra nhiều dịch thì nhưng mà cái dịch trong màng, các cái ổ dịch khu trú trong phổi cũng rất là nhiều, vẫn chèn ép và gây xẹp gần hết toàn bộ cái phổi phải. Và nếu mà so với cái phim X quang ấy, cái phim X quang ở trên ghế này thì không biết là chụp ngày bao nhiêu vì chụp lên thì không ghi ngày bao nhiêu, nhưng rõ ràng so với cái hình X quang này thì cái hình ảnh chụp gần nhất là ngày 18 này là cái lượng dịch tiếp tục tăng lên và cái phổi bên phải gần như bị đẹp xẹp hoàn toàn. Đấy. Và ở bên trái thì có xuất hiện có một chút dịch tự do và có cái vùng xẹp phổi dạng dài ở đáy phổi bên trái. Và cái xẹp phổi này thì nó mới xuất hiện chứ còn những lần chụp trước là không có. Và cái dịch màng phổi bên trái là cũng mới xuất hiện, nó có ít thôi, lượng dịch thì rất ít thôi. Đấy, có xẹp phổi dạng dài. Cái này nó do giảm thông khí, bệnh nhân đau đớn thì giảm thông khí có thể xẹp thôi, chứ nó không phải là một bệnh lý mới trong cái nhóm bệnh này, trong cái bệnh cảnh này. Thế còn quay lại, nên là chúng ta bàn luận về cái phổi. Thế quay lại vì sao bệnh nhân này lại có cái tràn dịch bằng phổi mà các anh chị lại nghĩ đến có cái áp xe gan? Thì tôi biết là các anh chị chắc đọc chẩn đoán một cái áp xe gan và nó vỡ lên màng phổi. Nhưng mà thực tế ngay khi mô tả lâm sàng ấy, chúng ta thấy có một cái gì đó nó không hợp lý, vì áp xe gan không có một cái khối ở vùng thắt lưng được. Đấy. Thế thì trên hình chụp các lớp vi tính thì tôi thấy là bệnh nhân này có một cái áp xe rất là lớn. Cái này không phải của gan mà là của thành ngực, ở thành ngực sau. Cái áp vùng thành ngực sau có một cái khối rất lớn ở đây. Và chúng ta thu hẹp cửa sổ lại, chúng ta thấy được những cái ổ áp xe nằm quanh các cái xương sườn. Và ngay cả cái cơ dựng sống xuất hiện những ổ áp xe đây. Như vậy có khá nhiều ổ áp xe nằm trong các cái cơ ở dựng sống ở bên phải. Và các cái cơ chéo bụng và lan lên thành ngực. Rất nhiều áp xe. Và ổ áp xe nó đẩy vào trong ổ bụng, đẩy cái mạc ngang vào trong bụng, đẩy lõm bề mặt gan. Tuy nhiên trong gan này có ổ áp xe không thì sơ bộ nhìn này không rõ. Nếu chúng ta khẳng định nhu mô gan không có vấn đề gì, chúng ta phải tiêm thuốc cản quang vào. Chúng ta xem cái bao gan ở đâu, liệu rằng cái ổ dịch này là từ gan nó đẩy ra hay là từ ngoài đẩy vào. Nhưng về mặt hình ảnh logic thì có vẻ nó sẽ là từ ngoài đẩy vào nhiều hơn, trông nó hình lõm kiểu như này. Còn nếu mà áp xe gan thì thường nó sẽ hình nó hơi khác. Và trên hình ảnh dẫn lưu gần nhất đây thì chúng ta thấy đấy, dẫn lưu. Rất tiếc là cái chụp này không hết rồi. Cái dẫn lưu bằng phổi ở phía trên, các anh chị đặt đây. Thực ra cái dẫn lưu này nó chỉ được cái ổ dịch ở phía trước thôi. Còn những cái ổ dịch ở phía bên ở trên cao nó dính rồi thì chúng ta cũng không thể dùng cái dẫn lưu này được. Nhưng cái dẫn lưu này chỉ giải quyết được một ổ phía trước, một ổ khu trú phía trước. Còn cái những cái dẫn lưu mà ở dưới này đấy thì tôi nhìn thì nó có mấy thứ sau. Một là những ổ dẫn lưu thực sự đã đi qua những ổ áp xe trong cơ rồi. Đấy. Và nó đã làm giảm thể tích những cái khối ở cái khối áp xe ở trong cơ thành ngực và thành bụng ở phía sau. Và cái đầu sông thì hai cái sông dẫn lưu này, một có một đầu sông thì nó hơi đè vào nhu mô gan. Một cái đầu sông nó cắm vào nhu mô gan chắc thì khoảng độ hơn 1 cm thôi. Còn lại nó là một cái ổ dịch nó nằm ở giữa gan và thành ngực. Đấy. Và các anh chị kiểm tra lại cái sông thì nó cũng có chút chảy máu ở đây. Trong cái ổ dịch này lúc trước nó là dịch mủ, bây giờ nó xuất hiện dịch máu ở trong này. Đấy. Thì cái này là chụp ngày bao nhiêu, ngày 17 tháng 4. Nhưng tôi nghĩ là chắc lượng máu ít thôi. Thì nếu mà nhiều thì 3 ngày hôm nay chắc anh chị đã phát hiện ra một cái đáng kể rồi. Đấy.
và những cái ổ áp xe ở cạnh ở cơ dựng sống thì nó không liên quan đến những cái ổ dẫn lưu này, và những cái ổ áp xe này nó có xu hướng tăng dần lên so với lại cái hôm mới vào. Đấy, thầy Hải nhìn thấy ổ áp xe rất rõ lên, nó tăng lên vì nó không được dẫn lưu. Như vậy tóm lại thì bệnh nhân này là có một cái ổ có nhiều áp xe trong cơ của thành ngực sau, cơ dựng sống và thành bụng sau, và những cái ổ này đẩy lồi mạc ngang và nó đẩy lồi vào cái vùng giữa gan và thành bụng ngực, và thứ hai nữa là có tràn dịch màng phổi khu trú và có rất nhiều ổ dịch khu trú. Hiện tại thì mới đặt dẫn lưu được cái ổ dịch ở phía trước thành ngực thôi. Xin hết rồi. Xin hỏi thầy Lưu là có cái hình ảnh siêu âm nào không thầy? Không, anh chị chỉ gửi cái hình ảnh cắt lớp lên thôi, mấy cái cảnh quang vừa nãy lên thôi. Không biết anh có chị có hình ảnh siêu âm không? Thì nói như thầy Lưu là nếu mà có hình ảnh siêu âm thì có thể kết hợp với cái CT nó tốt hơn. Em bà có cái thầy thì hình ảnh siêu âm thì bọn em không lấy được hình ảnh ạ. Vì hôm đấy sẽ làm cấp cứu nên em chỉ có hình ảnh CT. Dạ vâng. Như vậy là cảm ơn tiến sĩ Đoàn Tiến Lưu với cái phân tích, và chúng ta cũng có thể gọi là nè, làm bất ngờ với cả các bác sĩ lâm sàng cũng như là các bác sĩ đã đọc với cái bệnh án này. Đó là cái mà cái khối áp xe đấy có vẻ như lại không phải là xuất phát từ gan mà lại xuất phát từ cái thành ngực và cơ cạnh sống. Thì để cho cái chúng ta có những cái lập luận nó logic và loại trừ những cái vấn đề liên quan đến vấn đề tiêu hóa, sau đó là ngoại khoa, thì trước tiên thì xin kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Chi, chuyên ngành nội tiêu hóa, xem đánh giá đây có phải là một cái áp xe gan hay không. Vâng, xin mời bác sĩ. Vâng, thưa phó giáo sư Hải, em cũng nghĩ hoàn toàn nghĩ giống thầy Lưu ạ, bởi vì khởi phát của bệnh nhân này là một cái khối ở thành ngực mà chúng ta đã sờ thấy, thành ngực, thành lưng, khối ở cạnh lưng, thì chắc không mấy khi là áp xe gan mà tự nhiên là có một cái khối ở thành lưng, trừ khi là nó vỡ ra dưới đó, và mình cũng không, thông thường là không vỡ ra thì sẽ vỡ ra dưới bao gan, vỡ lên màng phổi trước, chứ không mấy khi mà chúng ta sẽ sờ thấy. Cho nên là về cái lập luận chẩn đoán cũng như trên hình chẩn đoán hình ảnh, em nghĩ là cái một cái áp xe ở cạnh cột sống và nó sẽ vỡ lên màng phổi thì sẽ là phù hợp, chứ không phải là một cái áp xe gan. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Chi. Và cái khối áp xe thì thông thường chúng ta thường nghĩ đến cái việc mà phải dẫn lưu nó. Thì bây giờ chúng ta xin ý kiến của phó sư tiến sĩ Trần Bảo Long, chuyên khoa ngoại gan mật tiêu hóa. Xin mời thầy cho cái ý kiến hội chẩn ạ. Vâng, báo cáo thầy Hải, các thầy các cô và quý vị đồng nghiệp. Thì tôi hoàn toàn nhất trí với phân tích rất là sâu sắc của thầy Lưu và cô Chi. Bởi vì chúng ta biết là một cái bệnh nhân mà đau sưng cái vùng thắt lưng, sau đó có biểu hiện của tràn dịch màng phổi ấy, và chúng ta đã dẫn lưu mủ, tức là thấy tràn mủ màng phổi theo dõi do áp xe vùng thắt lưng vỡ lên màng phổi, thế chẩn đoán của chúng ta như vậy. Thế thì với phản xạ của các nhà lâm sàng khi chọc cái mủ ra thì ngoài cái số lượng là 1000 ml, bao giờ chúng ta phải làm cái việc phải mô tả được cái màu nó như thế nào, mùi nó ra làm sao, có soi tươi nuôi cấy ký sinh trùng và vi khuẩn hay không. Thì tất cả những thông tin bệnh nhân này được 3-4 hôm rồi, nhưng mà rất tiếc là đến nay hội chẩn chúng ta không biết là thông tin đó là cái gì. Thế thì về mặt nguyên tắc là màng phổi nó áp lực âm, cho nên là nó liên tục nó hút các cái mủ từ cái áp xe lên, và lâu ngày nó có thể cái viêm dày dính màng phổi và nó để hậu quả di chứng lâu ngày cho người bệnh. Thế thành thử ngoài cái dẫn lưu màng phổi, bao giờ cái nguyên nhân, cái ổ nguyên phát của nó dẫn đến cái mủ là chúng ta phải xử lý. Thế ở đây thì chúng ta thấy là đồng nghiệp có dẫn lưu, thế nhưng mà một như là thầy Lưu phân tích ấy, thì một cái thì nó vào trong nhu mô gan khoảng 1 cm, một cái thì nó giữa cái ổ áp xe và thành ngực, thành bụng, và cái ổ áp xe ở vùng cơ lưng thì vẫn chưa dẫn lưu được, thì chúng ta nên kiểm tra lại và dẫn lưu cho nó tốt, phối hợp với dẫn lưu màng phổi. Vâng, xin hết ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn thầy. Về cái phương diện mà cái chỗ cái đặt dẫn lưu như vậy, và cái dẫn lưu đã vào mùa gan 1 cm rồi thì mình có nên rút ra hay không thầy? Và cái chỗ màng phổi như vậy thì nếu về phương diện nội soi thì mình có phải làm gì để cho cái phổi nó nở hơn, tốt hơn ạ? Vâng, báo cáo các thầy như thế này ạ. Một là cái dẫn lưu ở dưới nếu như nó không có tác dụng thì mình phải bỏ, để chẳng có tác dụng gì cả, mà nó chỉ là cái đường dẫn vi trùng từ cái ổ áp xe từ thành ngực nó lại vào gan. Cái thứ hai nữa là cái màng phổi thì chúng ta nên hội chẩn với bên ngoại lồng ngực, bởi vì cái một trong những cái nguy cơ đáng sợ là nó thành ổ cặn màng phổi, lại phải mổ bóc dây dính màng phổi thì nguy cơ sau này ảnh hưởng chức năng hô hấp người bệnh ạ. Vâng ạ, cảm ơn thầy. Vậy là việc trước mắt chúng ta cũng thể
cái chỗ khối áp xe ở lưng như thầy Lưu nói là nó đang tăng hơn, thì có lẽ là cái việc chúng ta cần dẫn lưu cái chỗ khối áp xe chỗ cô cạnh lưng đấy thì cũng là một việc cần phải làm, đúng không ạ? Vâng ạ, về chúng ta thấy cái chẩn đoán cho đến bây giờ thì các thầy cũng đã thống nhất với nhau đây là một trường hợp tràn mủ màng phổi, có áp xe thành ngực và đã vỡ cái mủ màng phổi. Và cái câu chuyện đây là câu chuyện về nhiễm trùng nữa. Thì chúng tôi trong hội đồng hội chẩn hôm nay có bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Danh Đức. Xin thầy Đức cho biết cho ý kiến về cái việc chúng ta cần làm gì để kiểm soát cái nhiễm khuẩn này, và việc lựa chọn kháng sinh của chúng ta như là hiện nay đã phù hợp chưa và cần bổ sung gì hay không. Xin mời thầy. Kính thưa Phó Giáo sư Hải, kính thưa các quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp. Thì như các quý thầy cô của anh chị cũng thấy rằng là sau khi có sự phân tích của tiến sĩ Lưu cùng với lại xem xét lại cái tình trạng bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân thì có vẻ như là ngay từ đầu chúng ta tiếp cận bệnh nhân này nó sẽ chưa phù hợp là với một cái bệnh cảnh là bị áp xe ở bên ngoài da do đắp lá, sau đó thì cái áp xe này nó vỡ vào màng phổi và có thể vỡ vào trong ổ bụng và nó bắt đầu xâm lấn vào các cái cơ ở ngoài thành ngực, chứ không phải là một cái áp xe gan nó vỡ lên màng phổi và vỡ ra bên ngoài. Nên là chúng ta tiếp cận ngay từ đầu có vẻ như là đi sai hướng, nên là cái việc điều trị thì lựa chọn kháng sinh ban đầu nó cũng có vẻ như là chưa được phù hợp cho lắm. Còn tất nhiên cái việc dẫn lưu các cái ổ dịch màng phổi hay ổ áp xe, cái đấy là cái chuyện đương nhiên khi mà chúng ta điều trị các cái ổ nhiễm trùng, khi mà các cái ổ nhiễm trùng to chúng ta phải dẫn lưu, và đặc biệt là khi mà bệnh nhân vào mà có tình trạng khó thở, có tràn dịch nhiều chúng ta sẽ phải dẫn lưu. Nhưng mà dẫn lưu ở những cái vị trí như thế nào cho phù hợp, hay là các cái ống dẫn lưu phải vào vị trí như thế nào cho phù hợp thì vừa giáo sư Nong cũng đã phân tích. Còn về mặt nhiễm trùng ở bệnh nhân này thì nếu như ngay từ đầu chúng ta rõ ràng là bệnh nhân đã có một cái ổ khối ở lưng và sau đó bệnh nhân đi đắp lá và đã bị nhiễm trùng, thì chúng ta phải tiếp cận theo cái hướng là nguy cơ nhiễm vi khuẩn là từ đường vào là từ cái ổ nhiễm khuẩn đó. Thì với cái tiếp cận như vậy thì cái kháng sinh điều trị chúng ta sẽ phải bao vây các cái tụ cầu và các cái vi khuẩn gram dương, kèm theo thì có thể các cái vi khuẩn kỵ khí. Thì em cũng hoàn toàn đồng ý với cái việc là sử dụng kháng sinh piperacillin. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải tối ưu điều thêm cộng với thêm cái vi khuẩn gram dương, thì nếu mà được thì chúng ta nên dùng thêm cái kháng sinh vancomycin cho bệnh nhân này. Và em cũng thấy rằng là bệnh nhân này với cái nhiễm trùng nặng như thế này mà chưa có bị suy gan suy thận là cũng đã rất là may mắn cho bệnh nhân, và đến hôm nay là điều trị 5 ngày. Và cái kháng sinh thì chúng ta nên thay và cũng phải kiểm soát các cái ổ nhiễm khuẩn bằng cách là dẫn lưu các cái ổ mủ mà có thể dẫn lưu được, như là tiến sĩ Lưu cũng như là giáo sư Long đã phân tích ạ. Và em xin cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Danh Đức, thì cũng đã cho thấy là chúng ta đã phân tích cái logic là có thể đường vào là từ da, đường vào từ cái ổ nhiễm trùng ở thành ngực, và chúng ta đang cho kháng sinh rồi. Tuy nhiên có một cái nhóm kháng sinh mà gọi là gram dương là chúng ta chưa được phủ, và đây là cái nguồn vi khuẩn khá thường gặp với những nhiễm trùng từ da, nhiễm trùng từ cái vùng cơ thành ngực. Vậy là tiến sĩ Đức cũng bác sĩ Đức cũng đã khuyên chúng ta cho vancomycin. Thì ngoài vancomycin thì còn có cái gì thay thế nếu mà trên đấy không có? Chúng ta cũng biết là vancomycin cũng không phải là dễ dùng, đúng không ạ? Về cái phương diện là chúng ta phải đánh giá hoặc là định lượng được thuốc, rồi đánh giá được cái MIC của nó như thế nào. Thì ngoài cái vancomycin nếu không có hoặc là muốn cho an toàn thì chúng ta dùng cái kháng sinh nào khác không ạ? Sẽ được. Dạ vâng, thưa Phó Sư Hải cùng quý các thầy cô, anh chị đồng nghiệp. Thì cũng giống như giáo sư Nong đã phân tích ngay từ đầu, đúng ra chúng ta sau khi mà chúng ta đã chuẩn đoán là bệnh nhân nhiễm trùng, đã dẫn lưu các cái ổ dịch, thì chúng ta phải cấy các cái bệnh phẩm để xem định hướng được cái căn nguyên vi khuẩn là cái gì, để ngay từ đầu chúng ta sẽ dùng những cái kháng sinh ban đầu, nhưng sau đấy khi có kết quả cấy chúng ta có thể xuống thang được kháng sinh hay không, hay chọn những cái kháng sinh mà phù hợp cho bệnh nhân. Thì không biết là bệnh nhân này các anh chị quý đồng nghiệp có cấy được cái bệnh phẩm dịch và hay là máu của bệnh nhân hay không ạ? Vâng, báo cáo các thầy là chúng em sau khi mổ và dẫn lưu chúng em có gửi cấy bệnh phẩm nhưng hiện tại chưa có kết quả. Dạ vâng ạ. Thì với cái điều trị kháng sinh thì đúng như thầy Hải nói, nếu mà vancomycin thì đôi khi các cái thuốc hàng brand name hay là theo dõi cái nồng độ thuốc thì nó có thể sẽ khó khăn. Tuy nhiên thì với các cái vi khuẩn gram dương thì bây giờ ngoài vancomycin thì cái nilazolid hoặc là các cái nhóm kháng sinh khác thì cũng tương đối là khó, nên em nghĩ là vancomycin thì ở tuyến các anh chị là cũng có thể có.
Còn cái trong cái phác đồ kháng sinh mà dùng tinidazole thì có thể chúng ta cũng không nhất thiết mà phải dùng tinidazole, vì đã dùng piperacillin tazobactam thì có thể phủ được vi khuẩn kỵ khí rồi. Còn nhóm aminosid như topramycin thì cũng có cân nhắc có phối hợp thêm hay không, nhưng cũng em nghĩ là nếu mà dùng piperacillin phối hợp với vancomycin là cũng có thể tạm thời đủ và chờ cái kết quả cấy vi sinh. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Đức. Tiếp theo là cái bệnh nhân này mình cũng 15 tuổi mà thể trạng cũng rất là còi đúng không ạ, cộng với một tình trạng nhiễm trùng rất là nặng, có thể làm cho tình trạng suy dinh dưỡng nặng hơn nữa, và dinh dưỡng và không đạt thì kháng sinh kiểu gì cũng rất là khó. Chúng tôi mời đây bác sĩ Vũ Ngọc Hà, chuyên khoa dinh dưỡng. Xin mời bác sĩ Hà cho cái tham luận và góp ý cho các bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa khoa bác sĩ điều trị có thể sử dụng dinh dưỡng như thế nào cho bệnh nhân. Xin mời bác sĩ. Dạ, kính thưa Phó giáo sư Hoàng Bùi Hải và quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp ạ. Đối với vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân này thì em xin phép được hỏi lại ở đầu cầu Mộc Châu của mình ạ, là ở trong bệnh án thì có ghi là bệnh nhân có thể trạng suy kiệt và cân nặng là 45 cân, chiều cao là 1m50, BMI là 20 ạ. Thì đối với một trẻ nam 15 tuổi thì theo cái phân loại BMI của WHO theo lứa tuổi thì 20 cũng chưa phải là suy dinh dưỡng, thì mọi người có thể kiểm tra lại là cái cân nặng và chiều cao mình đã ghi ở chính xác chưa. Câu hỏi thứ hai của em là về cái quá trình điều trị hậu phẫu của bệnh nhân ạ, thì sau khi mà bệnh nhân được dẫn lưu màng phổi và dẫn lưu ổ áp xe ở gan thì có được nuôi dưỡng tĩnh mạch, thì bên cạnh cái việc mà mình nuôi dưỡng tĩnh mạch thì mình có nuôi dưỡng đường tiêu hóa cho bệnh nhân không, và hiện tại thì cái nuôi dưỡng đường tiêu hóa của bệnh nhân thì nó đáp ứng được như thế nào rồi ạ? Báo cáo là hiện tại là sao bệnh nhân này cái cân nặng thì cũng từ khi bệnh nhân vào là cái cân nặng nó cũng chưa cộng trừ khoảng 2 cân ạ. Thì cái thể trạng của bệnh nhân là nó có tình trạng suy kiệt, do 10 ngày bệnh nhân thì có cái tình trạng sốt ở nhà thì nó sẽ suy kiệt. Còn cái thứ hai là cái đường nuôi dưỡng tĩnh mạch và cái đường nuôi dưỡng bọn em đặt sông dạ dày và cháo sữa qua sông là ngày bọn em cho 6 bữa, mỗi bữa là 100ml. Thế hiện tại thì còn nuôi dưỡng tĩnh mạch nữa không ạ? Dạ, hiện tại bọn em vẫn đang nuôi dưỡng tĩnh mạch. Dạ, là nuôi cái gì ạ? Nuôi tĩnh mạch là truyền gì ạ? Dạ, hiện tại là bọn em đang cho dùng hỗn dịch và kèm theo là cái đạm, những cái copy lipid và vậy thôi ạ. Vâng rồi, cảm ơn anh ạ. Vâng, kính thưa các thầy cô, thì đối với một bệnh nhân mà có cái sau hậu phẫu dẫn lưu màng phổi và dẫn lưu ổ áp xe, đặc biệt là ở gan, thì ngoài cái việc mà bệnh nhân bị mất nước điện giải thì cái việc mất chất dinh dưỡng, đặc biệt là mất protein qua cái dịch dẫn lưu thì rất là nhiều, biểu hiện là bệnh nhân này đã có cái tình trạng albumin giảm chỉ có 20 thôi và protein thì cũng giảm. Do vậy là cái vấn đề về dinh dưỡng của bệnh nhân thì chúng ta cần phải lưu ý đấy là cái năng lượng và đủ khoảng 230 kilocalo trên cân nặng hiện tại đối với cái bệnh nhân này thì khoảng là 1500 kilocalo trên một ngày, và đặc biệt là protein thì sẽ cần phải nuôi tăng lên từ 1,5 đến 2 gram trên kg trên ngày. Đối với bệnh nhân này thì em tính nó sẽ khoảng là 70 đến 90 gram trên một ngày, và như anh chị có nói thì anh chị hiện tại đã nuôi là 6 bữa một ngày và mỗi bữa là 100ml. Thì đối với lại cái súp sông ấy, mình nuôi súp và nuôi sữa thì mình nên lựa chọn các loại súp và sữa nó sẽ có cái năng lượng cao và cái lượng đạm nó cao. Thông thường thì cái lượng súp, cái súp và sữa thì mình sẽ chọn là cái chế phẩm nó có cái mức năng lượng là 100 kilocalo trên 100ml và cái lượng đạm nó sẽ khoảng là 5g trên 100ml. Và sau khi mà mình tính cái đường tiêu hóa của mình tổng 6 bữa của mình nó là được bao nhiêu ạ, và mình sẽ trừ, mình sẽ lấy cái tổng đưa ra ban đầu là 30 kilocalo trên cái lượng đạm là 70-90g, mình trừ đi cái đường tiêu hóa thì sẽ ra cái đường tĩnh mạch mình cần phải nuôi dưỡng thêm cho bệnh nhân. Và cũng xin lưu ý với anh chị là nếu mà anh chị nuôi dưỡng đường tĩnh mạch cho bệnh nhân ạ, thì mình cũng cố gắng lựa chọn các chế phẩm lipid mà nó có chứa nhiều cái chất béo omega 3, bởi vì là bệnh nhân này đang có cái tình trạng nhiễm trùng rất là nặng thì mình sẽ ưu tiên sử dụng các cái chế phẩm mà nó có cái hàm lượng omega 3 cao, thì nó sẽ làm giảm cái sự nặng lên của tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân. Và cái thứ hai đấy là nếu mà về các cái xét nghiệm về vi chất ạ, nếu mà mình có thể xét nghiệm được thì các anh chị nên xét nghiệm vitamin D và xét nghiệm sắt cũng như là ferritin, canxi toàn phần và canxi ion cho bệnh nhân. Nếu mà có giảm thì mình cũng nên bổ sung cho bệnh nhân theo cái liều điều trị ạ. Em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Vũ Ngọc Hà. Thì bác sĩ Vũ Ngọc Hà cũng khuyên, là một chuyên gia về dinh dưỡng, cũng khuyên với chúng ta, nhưng mà là điều kiện thực tế ở Mộc Châu như nào thì các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng ở bệnh viện Mộc Châu cũng cố gắng tính toán phù hợp cái thức ăn của đồng bào cũng như là cái thói quen cũng như cái chế phẩm mà chúng ta có tại bệnh viện để cung cấp tốt nhất cái chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Bệnh nhân này thực sự là cũng cần dinh dưỡng tốt hơn nữa. Và chúng ta cũng đã
qua 30 phút vào cái bàn vào cái ca lâm sàng, bệnh nhân nam 15 tuổi với cái chẩn đoán cũng hiện nay chúng ta thống nhất đó là một cái áp xe thay ngực. Vâng ạ. Xin mời tiến sĩ Lưu. Vâng. Xin xin phép thầy Hải này, xin được bổ sung một chút. Cái trường hợp này, cái áp xe này trong lúc ngồi phân tích nhìn cái ổ áp xe cơ này nó rất là dài. Nó bắt đầu từ cái cơ dựng sống, bắt đầu từ phần thấp thành ngực sau và nó đi xuống tới tận ngang mức mào chậu, rất là rộng. Và cái áp xe thành ngực thành ngực và thành bụng ở phía sau bên ấy, thì các anh chị có dẫn lưu vào thì nó có giảm đi được cũng đáng kể. Thì tuy nhiên một cái áp xe cơ mà nó rộng như vậy thì chắc là phải có cái chuyên, chắc các thầy bên chuyên ngành chấn thương trình hình ấy, thì chắc phải rạch mở rất rộng cái cơ chứ không phải là dẫn lưu cơ như này thì mới ấy được. Cái thứ hai nữa là cái dẫn lưu của màng phổi, có một cái ống dẫn lưu như thế hiện tại bây giờ nó không hiệu quả. Có rất nhiều cái ổ dịch đang, ổ mủ đang dính ở thành ngực sau và bên thì không dẫn lưu được. Thì liệu có nên cân nhắc là chuyển lên tuyến tỉnh để có thể làm phẫu thuật nội soi lồng ngực cũng như là mở rộng những cái ổ cơ, ổ áp xe cơ ra không? Vì cũng không biết ở bên Mộc Châu thì có hai đủ hai chuyên khoa để làm cho người bệnh không ạ? Xin hết ạ. Vâng, câu hỏi rất thực tế và cũng những phát hiện rất là quan trọng có thể lưu. Thì xin hỏi các anh chị đồng nghiệp ở bệnh viện Mộc Châu, chúng ta có phẫu thuật lồng ngực không? Có phẫu thuật nội soi lồng ngực không? Ta có chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình không? Đã báo cáo các thầy hiện tại bảo trên chúng em chưa can thiệp được cái phẫu thuật nội soi lồng ngực ạ. Vâng, cảm ơn anh. Như vậy là chúng ta thấy bây giờ đây một cái áp xe mà có thể lan tràn rất là rộng từ có thể nói là từ thành ngực cho đằng sau cho đến cái cơ cơ cạnh sống và nó kéo dài xuống đến tận mào chậu. Thì chúng ta cũng có thể hình dung là toàn dọc đấy là một cái áp xe rất là lớn như vậy. Thì có lẽ là những cái dẫn lưu thông thường sẽ không giải quyết hết được. Có thể là phải mở rộng, rạch rộng và để giải phóng cái ổ mủ này. Thì có như vậy thì kháng sinh nó mới có cái tác dụng. Thì chúng ta cũng đã có cái ý kiến của chuyên gia truyền nhiễm. Ngoài cái kháng sinh piperacillin sulfactam thì chúng ta nên phối hợp với cái vancomycin để phủ cái tụ cầu hoặc là gram dương nói chung. Và thực sự là nếu mà chúng ta không có thể can thiệp được cái màng phổi với nội soi màng phổi khi mà có mù ở đấy mà chúng ta không dẫn lưu tối ưu, nó có thể dày dính và trẻ có thể lớn lên với cái phổi dính và không có tác dụng và để càng lâu thì nó cũng không tốt và không nở phổi được. Điều đấy cũng có thể dẫn đến cái tình trạng nhiễm trùng phổi nặng hơn và có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy mà chúng ta cũng có thể cân nhắc để phối hợp chuyển bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để thể điều trị tốt hơn cho các cháu. Xin cảm ơn các chuyên gia đã tham gia hội chẩn. Các quý vị đồng nghiệp có hỏi gì nữa không ạ? Vâng, em xin cảm ơn các thầy và sau buổi hội chẩn chúng em sẽ tầm soát lại bệnh nhân và sẽ báo cáo lại sau buổi hội chẩn lần sau. Cảm ơn các thầy cô ạ. Xin cảm ơn các bác sĩ. Cảm ơn các thầy. Chúng ta đến tiếp tục đến một ca